Đang nhẩm đây, đang nhẩm đây. Nhẩm mẹ 400 nè, còn của nàng kia làm bình thường lấy 150 thôi. Xong rồi bữa sau rồi con ra, ví dụ như là cái nó khoảng 2 3 tuần là ra lại là cô coi lại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đưa cho ông bé giùm luôn cái bỏ. Em thả lỏng xíu đi em. Không gần như sợ. Dạ. Đây là 120 xa xa ra tí nó đi không có rửa mặt, cô cứ chừ chấm lên thôi. Dạ, còn mình rửa nước, khuất nước nhẹ thôi. Dạ, nước nhẹ lên thôi. Chậm 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 thôi nghe, đừng có chà. Dạ, đúng rồi. Sức ngày 2 lần sáng tối hả cô? Dạ. Dạ. Cục nến hơi to này, ráng một xíu. Gần được rồi, gần hết rồi. Chú mắt ngay đâu. Gần với em à. Đợi chút em. Ai nấu ăn với Hậu à? Ăn coi như rồi, là gần được ai rồi. Mà. Rồi xong rồi đây. Trời ơi, cái này cục nữa. Thả lỏng đi em. Chị tưởng một cái này có thầm thôi chứ. Má ơi. Bye bye.
mấy giờ rồi không biết. Cố gắng xíu. Gần được hết rồi. Lấy cái bọc ra luôn cho nó không lây nữa. Rửa bọc luôn này. Mình quay đi chỗ khác mình chị xíu. Mình ra sẽ ra. Không nên lấy đường lái. Con đây cục nữa nè. Sáng xíu nữa. Ủa Hà về luôn chứ? Để Hà ở đây ăn luôn đúng không? Ừ. Xong khách rồi mà ta. Ba khách cứ xa hơn chị. Ông bao nhiêu đường lái đào quá. Ok. Mụn mà không cho lái. Mụn toàn là mụn u không. U không. Không cho lái. Lái chị xí, lái xí chỗ này thôi. Không cho lái luôn. À. Đào xí lần hết đào. Máu không trả. Khó làm quá. Ok. Có thấy đâu. À, cục này hồi nãy chị nặng rồi. Nặng hiệu quay ra. Chị ra được. Đau quá. Ơi nặng cầu xin. Không, hết rồi, hết rồi. Còn đừng hết. Rồi xong. Mụn ống này giống như chi. Đau quá.